Xin chào các bác. Xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube của Feng. Hiện tại thì Feng đang ở chỗ dốc Bắc Sum các bác. Tập trước thì Feng có quay chia sẻ với các bác là có một hoàn cảnh vô cùng đặc biệt nhất đối với bản thân Feng Feng trong thời gian gần đây, đó là có một bà cụ lớn tuổi rồi, nuôi 5 người cháu. Có 4 người cháu là cháu nội, còn một người cháu là cháu ngoại. Hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Đấy, cháu nội thì là bố thì cũng có nhiều lần uống rượu và bỏ đi ít khi về nhà đó, còn đâu mẹ của các bé thì đã bỏ đi ở lấy chồng khác, còn đâu bên cháu ngoại thì là hình như là mẹ đi lấy chồng đó, còn đâu chồng thì Feng không biết. Đấy, hiện tại là để lại một người cháu đấy, và thực sự với các bác đó là cái lần trước Feng vào tất cả các cháu là đều là ăn cơm với rau dưa thôi. Chỉ có mỗi rau dưa, hôm nay ăn cơm cũng rất là thương các cháu. Feng cũng có dùng cái số tiền của bác giấu tên là 1 triệu để tạm thời giúp cho gia đình trước. Sau đó thì Feng cũng có một chút tiền tặng cho mỗi cháu 100.000 để lấy tiền mua tạm sách vở với cả đồ dùng học tập. Thì qua quay kênh video lên YouTube thì là có bạn QA và những người bạn đã góp số tiền là 1 triệu đồng để giúp cho gia đình nhà ông nhà bà đây tạm thời để giải quyết cái khó khăn trước mắt. Thì bây giờ Feng mời các bác vào thăm bà để xem là bà có cần giúp đỡ gì không. Đấy, bởi vì cũng là rất là khó khăn thực sự với các bác, và đặc biệt là 5 người cháu đấy đi học cái thời điểm ban đầu ấy, thì chỉ là có được không ai được đi học. Bây giờ tất cả 5 cháu là học cùng một lớp, lớp 2 hết. Đấy, rất là khó khăn. Hôm nay thì các cháu đã đi học rồi, chỉ có bà ở nhà thôi. Giờ Feng mời các bác vào thăm bà. Ngày vào thì Feng cũng chẳng có gì cả, có thùng mì tôm thôi. Đấy là vào gửi cái số tiền của cô QA và các người bạn của cô. Qua đây thì Feng xin được trân trọng cảm ơn cô QA và những người bạn đã luôn luôn đồng hành giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên kênh của Feng. Giờ mời các bác cùng Feng đi vào thăm gia đình của bà. Đi. Đấy. Hôm nay có sự đồng hành của Caramel Hòa Công Công các bác ạ. Trợ lý mình là đi trước nhá, chuẩn bị là sắm que sắm gậy không. Nhà bà là có một con chó sao nhỉ? Hai con à? Ừ. Nó cũng khá là ác. Nhà bà là ở dưới cái thung lũng, ở đây là dốc Bắc Sum các bác ạ. Xã này là xã gì Hòa biết không? Xã Minh Tân các bác. Thôn này là thôn Bắc Sum phải không hả mình? À, thôn Tân Sơn. Đấy, xin lỗi các bác, thôn Tân Sơn của xã Bắc Sum, xã Quyết Tiến. À, xã Minh Tân, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang các bác. À, huyện Vị Xuyên, xin lỗi các bác. Sắp đến nhà bà rồi các bác. Đi bọn Feng với mấy anh em đi bộ tít từ trên kia xuống. Nhưng mà vừa nãy mình là có gọi điện cho bà, cho người quen ở đây đúng không? Gọi điện bảo là bà nó ở nhà. Bà không biết là thế có ở nhà không ạ? Mình lúc nãy gọi cho anh em đây bảo ở nhà, nhưng mà chắc ở nhà, đi xem. Bà với cả một hai cháu là phải ngủ ở trên lóc nhà, trên cái lóc nhà nó có khói chắc nó ở nhà. Lóc nhà có khói là chắc là ở nhà các bạn. Thực sự với các bác thời gian vừa rồi được bác giấu tên và các bác giúp rất là nhiều trên kênh của Feng, nên là Feng đi đến bản, đi đến đâu giúp được đến đấy luôn. Đây các bác nhìn qua ngôi nhà của bà này. Nhà thì làm từ lâu rồi, từ thời xưa rồi các bác ạ. Mái thì bằng, bên này thì mái bằng fiber xi măng, bên kia cũng thế. Nhưng mà bên này thì nó sẽ yếu hơn. Nó cũ rồi, mục lát rồi các bác. Có không? Có. Nhưng mà... Thế chó đâu? Nó buộc rồi, biết là mình về nó buộc rồi. Buộc rồi. Bà đây. Cháu chào bà nhá. Nhớ chơi bò. Nhớ chơi bò. Bò quá chị à? Đang nấu cắn lợn. Rồi, nấu cắn lợn à? Rồi, con đâu, con xem là bà có mấy con lợn. Ope à? Y ope à? Ba con à? Mẹ mẹ à? Mấy con. Có mấy cả tủ. Ôi, có mấy khi đây nhìn ra mà đi. Có mấy cả. Đợt vừa rồi các bác thấy rất là nhiều các bác đi tìm mua cái cối
xây đá, cái cối xây bằng đá này này từ ngày xưa này, để về làm trang trí ở các homestay ấy, với là làm chân cột. Đấy, Trang đi gặp rất là nhiều cái cối đá này. Cái cối này ngày xưa là mọi người đục thủ công bằng tay hết 100%. Đây này, lặng lắm. Ây da, ây da. Cái này phải 4 người bê cả. Nhưng mà đợt trước ấy là bà con người Mông ở trong cái khu vực mà Bắc Mê ấy, họ ấy di cư đi sang khu vực Đắk Lông ấy. Nhưng mà vẫn mang theo cối đá này. Mấy anh phụ xe ô tô kiểu bốc đồ ấy, bốc cối đá ấy. Cái này ngày xưa toàn dùng cái này thôi. Để ngày xanh. Xưa là nhà nào có cái này là nhà nó giàu nhất. Bà ơi, cái cối xay này có ai vào hỏi mua chưa bà? Vâng. Các bác trai kịp phun ra một cái tỏ. Chứ nó có tuốc ở trái tới tỏ, phép sao nhớ thế này. Đi. Có cắn thì cắn trợ lý thôi. Đừng cắn phèng phèng đi. Thịt phèng phèng là không ngon. Đây các bác. Ủa con, hai con nhà con đàn đây, đẹp lắm. Ui con này dài ngoằng ngoằng luôn các bác ạ. Con này... Ui, con này nếu mà... Mua thì chắc giá nó đắt. Ui con này toàn xương này. Này. Dài ngoằng luôn. Con này giống siêu mẫu rồi. Nhưng mà con bé này nó chui sang kiểu gì nhỉ? Po à? Con này nó đi sang kiểu gì hả bà? Chắc nó không phải đàn lên này hay là đây cùng đàn mà. Hay là con này đẻ. Chắc con này đẻ. Thế là bà nuôi con này đâu chưa? Được 1 năm. 1 năm rồi à? Ừ. Nhưng mà bà cho nó ăn cái gì mà nó không lớn này? Cám lợn có cái gì đấy ạ? À? Đâu ạ? À? À bà lấu ở đây luôn à? Cái này là bột ngô, giống như mén mén ấy. Thế cái anh con trai của bà đi đâu rồi? Cả từ tối một tí nè. Nó đi giả công ở bên kia. Thế à? Có hay về không bà? Nhóm mông lão. Vừa mới đi. Thế à? Thế có ở nhà giúp gì cho bà được không? Có nhất giấy bát đâu cả gì nhà có. Vẫn không giúp được cái gì, chỉ có giúp đi trả công. Ô đây còn một đàn nữa cơ. Đàn là chắc là con bên kia. Thế là các cháu bà đi học là cuối tuần mới về à? Mai về. Mai về. Mai về cháu lại lên thăm các cháu nhá. Ở đây là bà có lợn rồi này, có con trâu này là đợt là bà nuôi lâu chưa? Dùng trâu lâu rồi. Nuôi lâu rồi. Lâu rồi à? Này, bà bây giờ không đang không biết là phương án là giúp bà thì sẽ giúp cái gì? Em hỏi bà là bà thích gì nhất? Còn xác của bố bà đó có gì đây nè. Bố bà mà giữ chụp bóng thì đẻ của bố bà lại. Nhưng còn nhà bà đó có gì đây nè. Bà là của hành. Thì nhờ lấy của mà dù lâu ấy chị, dù thích chứ xa của người ba dù hay. Sẽ cả nhà chứ đây là cái hài mà. Ba chứ đây. Dù thích chứ bao hiểu thì nhờ lá chứ chị, dù lâu ấy chị, dù chứ bao thì nhờ lá chứ là chị ca tê rồi. Cho mình nhóm mối lại cả chị vô cha. Bà không biết thích cái gì à? Bà nó bảo là nó cũng già rồi, nó chẳng biết. Không thích cái gì. Thế mẹ của các cháu bé có hay về không bà? Từ nãy nãy tới bữa khác luôn nó à? Nãy tới chị lùi về. Nó không về. Thế đã lấy chồng chưa hay là? Bữa tao vô vào lại. Chị tao vô à? Thế chồng ôi xuống đảo giao tiếp của mà nãy tới chuyện tao tặng lùi bé, nãy tới chị lùi dễ kế nè. Bảo gì? Bảo nó vẫn đang là thuê Hà Giang nhưng mà nó chắc nó vẫn không về. Thế làm sao mà chị đấy lại bỏ đi à bà? Bà bảo lại không biết làm sao đúng không? Nó ở xong là không biết nó là đi làm thuê xong nó không về. Con trai của bà là có hay uống rượu không? Hầu chớ mà hầu chứ. Hầu chớ là uống nhiều á. Thế có đánh vợ không? Vẫn tao nghe tin là bữa nè.
Bà bảo là trước kia vừa mới lái về cái là đánh, bây giờ không đánh mãi nhưng mà nó mới là chạy đi. Đấy gọi là dạy vợ từ lúc bơ vơ mới về đánh. Thế thì làm sao mà ai ở được. Nói chung là các bác anh ấy là cũng không biết phải chia sẻ như nào, nhưng mà anh ấy uống rượu khá là nhiều. Đấy, xong là cũng có bạo lực gia đình, cũng đánh vợ nên là vợ không ở. Nên bây giờ cũng thường xuyên là uống rượu nên cũng chẳng phụ giúp được gì cho bà. Hay một mình bà nuôi các cháu. Đi bà ơi, dẫn bà vào, bà dẫn cháu vào trong nhà xem nhà bà một tí. Ừ. Thế là lúc các cháu nhỏ là bé bé là cũng không cho đi học. Khổ thân. Mình ơi. Thôi, nằm nào. Còn caramel này không ai bảo vệ các bác. À đây, vẽ này, Thu này, Ngọc này. Đây, mời các bác xem qua ngôi nhà của bà. Chỗ này là chuồng gà. Cái tường bên này này, mà cũng may là bên này, cái mái hiên bên này, đây, cái trái nhà là để nó làm rộng ra. Hơn một tấm fibro xi măng nên mưa nó không hắt được vào. Nếu mà làm thấp quá thì nó sẽ hắt vào. Đây, kèo nhà các bác này, nó bị sập. Đây này, đây, yếu lắm rồi, mọt hết. Hôm trước lên là các cháu đang thái rau dưa ở đây để ăn. Thế là có mấy cháu, có một cháu con trai thôi bà nhỉ? Còn đâu là 5 con gái hết? 4 con gái. À 4 con gái, vâng ạ. Thế bà ngâm ngô làm gì đấy? À, đi cấy ngô. Bao giờ bà mới cấy? Can tu. Ngày mai ạ? Đây là bà ngủ đây này các bạn. Bà với cả mấy cháu ngủ ở đây à? Hắn tao mình ngủ ở một bữa. Để phía sau này. Nó có tồn thái tôi hết, nó có cũng phía sau thế à? Con gái một cười kia nó cùng bà này ngủ. Cháu ngoại. Là ngủ với bà, à ngủ với bà đây. Thế hỏi cái bố của đứa em bé đâu, đứa bé gái. Cái bé mà một con cháu ngoại. Tôi nè, tôi chỉ là thao này. Tôi chỉ chắc chắn nên mong bỏ bỏ nên mua thế này nhé, mua chữ cha. À. Nhà nó nhé. Bà bảo là trước kia là không biết ai là bố của nó. À. Nó đi lại ở ngoài. Thế bây giờ chị đang đi lấy chồng khác rồi à? Ừ. Nó đi lấy chồng khác rồi. Mình yốt chữ đâu phải mua xe là nè. Mong nên mong yốt phải có này thế họ dùng người ta bay tổ ấy là. Thế bây giờ là chị đấy có thêm con chưa? Có 3 đứa. Ba đứa à? Thế có thi thoảng mới về đây thăm em bé này thôi ạ? Chị tôi á. Tôi này tôi nhập liệt. Nhập liệt thế chứ. Đến đây ít chồng thì tôi ít ổn nhờ dễ. Thế này thế chị cho tôi mới nhuận mong ạ. Bà bảo một năm nó về một hai lần thôi. Thế là tội nhất là em đấy. Tính hôm trước các bác có bé lớn nhất là Ngọc. Hỏi bà phải con. Tôi lưu tà liệt vào hôn Ngọc đó. Tôi lưu tà liệt tôi trả hôn Ngọc nữa là. Ngọc ạ. Là phía anh có hỏi là hôm đấy là bé đang nấu cơm đấy kìa. Hỏi là con có ước mơ gì ấy? Thì em ấy nói là em ấy chỉ có một cái ước mơ cực kỳ đơn giản. Đó là mong muốn là bố với mẹ về với nhau cho gia đình đoàn tụ. Thế là thực sự là trẻ con nó hiểu chuyện ấy. Nên là cảm giác nghe rất là đau. Đau lòng các bác. Tính ra những đứa trẻ con mà ví dụ như ở dưới thành phố chẳng hạn. Ví dụ cái chuyện mà tan vỡ giữa gia đình ấy, thì là bên mẹ hoặc bên bố có điều kiện kinh tế khá là tốt ấy, thì là có thể là đời sống về tinh thần sẽ tốt hơn ấy. Ở đây thì ở với bà thôi, bố thì say rượu suốt ngày nên là khó khăn. Bà ơi, con đến đây hôm nay con có một thùng mì tôm để cho các bà với các cháu ăn sáng nhá. Đây. Với cả. Dạ vâng. Có một cô tên là Quy A và những người bạn của cô. Cô Quy A và những người bạn của cô ý là gửi tặng cho bà với các cháu 1 triệu để bà là giữ nhá. Bà phải giữ lại xem là ví dụ như có ai giúp thêm ý
để mình sửa lại nhà. Con nghĩ hôm trước mọi người cũng chia sẻ bà ở như này thì nó rất là khó khăn đấy, các cháu nữa cũng muốn là nếu mà các bác giúp từ từ thì sẽ có một, muốn có một ngôi nhà đúng không bà? Khổ thân bà. Thì cũng mong là bà nhiều sức khỏe nhá. Mình bảo với bà là như thế nhá. Đây con trai của bà đây à? Chào anh nhá. Đến đây thì là từ Phúc Cường. Anh mới đi uống rượu đâu về đây? Uống rượu nhà thôi. Ở nhà á? Ở nhà. Thế mà đã say rồi? Đã say rượu bây giờ đấy thì tao bao đến đây thì tao ba cũng cả cô tôi à lo thật đấy tôi lo thế của cô mất từ năm kia rồi bây giờ đấy thấy mẹ mùa thằng cún đâm thì vẫn xin cảm ơn cho các bác các chú. Nhưng mà em hỏi anh là anh có thương các con của anh không? Không, đây là con cả không phải con đấy. À, không phải đây. À, con cả. Đúng rồi, về nhà đi. À, thế không phải là con anh kia đâu à? Anh này là nhà một chỗ khác à? Nhà chỗ khác là bên đây. Đây là con cả ở nhà này. Con cả. À, con cả. Chứ không phải là anh ở đây đâu không ạ? Vâng. Nhưng mà anh đi có đứng thẳng thẳng không? Tâm. Đi cong cong đấy. Đi cong ở đây. Không, anh em mình ngồi đây tí, ba ngồi đây. Ca gió nào phò. Trong này nó hơi tối một chút cho các bác thông cảm. Đây, này, em ơi, chợ sáng các bác. Không thì anh nghĩ là xuống bếp đi cho nó dễ nhìn đi. Chỗ này khó nhìn. Ở dưới này, bà ngồi đây bà. Bà ngồi đây với con. Đây. Cá giấu nào, cá giấu. Thế là nhà anh ở chọn nào hả? Ngay cái nhà sài này. Ở ngoài này đấy à? Thế là... Bà là có mấy, đẻ được bao nhiêu người con ạ? 9 đứa. 9 người à? Ừ. Vâng. Thế cái anh mà ở với bà là út hay là? Ở ấy thì ở thằng Úc, nên là con cả. Vâng. Thế là còn mấy người nữa? Mấy người con trai thì chỉ có 2 đứa thôi. 2 người, anh với cả anh út đấy? Ờ. Vâng. Rồi qua con gái thì ở mấy nơi có một đứa ở nơi nào nơi khác thì cũng là chính là bố mẹ sinh ra thì có bố mẹ sinh ra thì có 2 đứa con trai thôi. Dạ vâng. Nhà anh ở ngoài kia có làm gì có kinh tế có tốt không? Tốt đâu, vẫn đang nhiều thì cho nhiều. Nghèo là cho nghèo à? Nhưng mà anh có uống rượu say hàng ngày như này không? Ngày nào cũng say à? Ngày nào cũng uống à? Không để suy nghĩ đấy thì... Chưa trả lời được. Cái này thì có bạn bè mới uống. Dạ vâng. Không có bạn bè là uống rượu thành cái gì. Dạ vâng. Thế cái anh con út ở với bà ấy, là anh cũng không ở nhà mấy, em đến mấy lần rồi không thấy ở nhà? Con đi suốt thì mình chẳng biết nó. Yêu tiên thì bây giờ thấy hậu tường yêu cầu thế này thì mình giúp đỡ cho bà mẹ. Mẹ chỉ là một mình, mẹ ở đây là nơi ba đứa cháu. Kiểu bà thầm nhì cứ đi làm thuê cái gì cũng chẳng thành cái gì. Đây là anh cũng chợ đứng đầu làm thành cái gia đình của ông bà. Bố này mất lâu rồi, gần 2 năm rồi. Bây giờ còn đến mùng ba nuôi ba đứa cháu. 5 đứa chứ? 5 đứa, có một đứa là đứa con gái. Là, tính ra là em mới có gặp anh thôi, nhưng mà biết là anh có uống một ít rượu, nhưng mà anh cũng rất là tình cảm. Em thấy anh nói chuyện cũng thấy thương bà ấy. Nhưng mà bất lực đúng không anh? Không biết làm gì.
yên tâm. Chả có gì, mình khác có gia đình ấy thì mình chả giúp được cái gì. Dạ. Ông đang mất rồi, bây giờ còn bà nuôi mấy đứa con cháu của ấy thì cũng chả biết nuôi cái gì. Thế bà ơi, con bảo bà nhá, con biết là cái ước mơ của bà là muốn xây một cái nhà cho các cháu ở, để lúc bà già bà yếu đi thì các cháu còn có nhà để ở. Cháu thì chưa gặp anh con trai, chưa biết, nhưng mà cháu bây giờ bà bảo là cháu nói trước thì cháu không biết, nhưng mà bây giờ tất cả những ai mà giúp cho bà được bao nhiêu ấy thì bà giữ lại. Mình nói chuyện với anh và bà là bây giờ là có nghĩa là để mà giúp một cái nhà luôn ấy thì anh không biết, chưa nói trước được, nhưng mà hiện tại ai giúp được tiền ấy anh đưa cho bà thì bà tạm thời bà giữ lấy, bà đừng tiêu vội. Đấy, nó nhiều lên được 20-30 triệu ấy. Cảm ơn bà tụ à tin lo này, ta nếu muốn nhặt chia cho con này à có trong mày nhỏ sẽ bóp ba rồi đầu tên này sẽ xả ở dưới tên này à ba ở dưới này lúc ở dưới đây nhớ liều chế mà nhớ nói bảo bà đây là số tiền là hôm trước thì không nói cả bảo bà hỏi bà cái số tiền hôm trước 1 triệu là đưa cho bà là để bà nuôi các cháu trước, để bà đã tiêu chưa? Nó hoài mới cho cái này các bạn ta dùng nè cô nó có chỉ một số cho cháu mình nhận nổi cô cháu dối sang số cho cháu mình nhận nổi bà bảo là không có cơm cho các cháu ăn mà bà đi lấy bao gạo cho các cháu ăn. Thế là từ hôm đấy bà đã có một tí thịt nào cho các cháu ăn không, có mua không? Thế chỉ mua ít sang số sẽ bà bảo là đủ lấy một bao gạo thì lấy một bao gạo thì không mua thịt. Thế là hôm trước là mua bao gạo hết bao tiền? Ai có cho sáng chui tám là tiền. Nó có sáp của nó có gì cháo nó ní. Tám chán, bảy chát tám. Là bao to đấy à? Một bao như thế thì bà ăn được bao lâu bà? Ý sáng nhận nó là hơn tay lì này. Cho mình nhớ xin một cảm tá tế nó y tàu ở lúc lý tế xứ này. Được 2 tháng. Được 2 tháng. Thế là tạm thời thì trong vòng 2 tháng cũng đã đủ rồi. Thịt thì chưa có thôi, nhưng mà bây giờ bảo bà này là bây giờ tạm thời nhá. Là ai giúp cái gì như nào ấy thì bà cứ giữ đây đã nhá. Thì đây là hậu tâm thì ấy cảm ơn nhá. Dạ đây là số tiền của cô Quy A và những người bạn. Đây từ từ Quy A 500 này, 1 triệu này. Bảo là bà cứ giữ đây nhá. Xong rồi bây giờ ai mà giúp thì cháu sẽ tích cho bà sẽ tích nhá. Nếu mà bây giờ nó được khoảng tầm 5 triệu, 6 triệu ấy thì không nói, nhưng nó nhiều hơn ấy, 10 20 triệu lúc đấy cháu sẽ giữ. Đấy cháu sẽ giữ cho bà. Bà đừng có tiêu vào những cái việc cháu nghĩ là bà cũng không tiêu đâu. Con ạ, yên tâm. Lúc mà nhà Hồng Tâm thì vẫn có lời cảm ơn cho dạ tất cả. Vâng, đấy thì là cũng là rất là khó khăn các bác. Đây, phèn xin phép bà đấy. Con lên đây con cho các bác xem cái chỗ bà ở nhá. Đây, lần trước là phèn đưa rồi nhưng mà có thể là video có những bác xem rồi, có bác chưa xem ấy. Đây. Căn lái lòng sao. Căn một cái mặt đó từng tay. Bà với cả cháu ngủ trên này. Các bác, đây là chỗ bà ở này. Thế là bà ngủ đây à hay là ngủ bên này? Bà ngủ đây này. Mấy một cháu gái ngủ đây à? Đây, nhưng mà như này thì đây này bà này, như này gió nó lùa chả lạnh à? Đây này. Ngủ như này có đủ ấm không ạ? À? Có ấm không ạ? À? Ấm chứ. Ấm chứ. Không thì lại không có cái gì là để lại cái này thôi mà. Vâng. Đấy, bà khó khăn lắm các bác. Thôi đi xuống. Bà đi xuống này cũng rất là nguy hiểm. Kiểu nó đi quên đấy thì... Vâng. Đấy thì chúc phúc và dạ vâng đấy. Đấy, nhà hậu tâm thì đấy cho được cái gì thì vẫn cảm ơn cho gia đình cái dạ. Gì vâng thế thôi giờ em xin phép đi về nhá, đi về em ơi. Bà ơi cháu đi về đây, hôm nào có các cháu ở nhà cháu lên nấu một bữa cơm để cho
À, mọi người ăn cơm có thịt nhá. Thôi thì nó có bớt lực cháy ra lau mà đi thôi. Do can thổi lên lửa thì thầu từ tên này sang này mà tua tên bà bảo mai các con nó mới về. Mai các con về à? Thứ sáu buổi chiều nó mới về nhà. Dạ vâng, có gì thứ sáu thứ bảy cháu lên nhá bà nhá. Đợi đi Giang xem bếp bà hôm nay có gì ăn chồng cho các bác xem bếp qua. 4-5 cháu gái ngủ ở đây này. Không có đây gạo đây à? Hôm nọ bà mua đây à? Được một bao gạo đây à? Đang nghe tin không nọ đang cho được 1 triệu cho ông bà mua mâm gạo. Dạ vâng ạ. Đây vẫn cạo cho nhà hậu tâm. Vâng. Thôi em đi về đây để hôm nào lên nhá. Bà cố gắng nhá. Vâng, con chào bà nhá. Mỹ nhổ mũ chế à? Chắc là video này của Phiang Phiang chia sẻ với các bác đến đây cũng xin được kết thúc. Phiang xin được trân trọng cảm ơn cô Quy A và những người bạn của cô đã bớt chút tấm lòng hảo tâm để chia sẻ đến đồng bào, những người có hoàn cảnh khó khăn được bao gạo, thùng mì. Có thể số tiền của cô hiện tại nó đang là 1 triệu. Cũng mong muốn là trong thời gian tới, toàn thể quý khán giả các bác, mỗi người giúp cho một chút thì Phiang có thể xây dựng cho bà một cái ngôi nhà. Sau đó để cho các con, các cháu của bà sống nó tốt hơn, ở trong cái ngôi nhà nó tốt đẹp hơn. Để gia đình bây giờ có bà, một mình, nơi mấy cháu ở đấy thì vẫn là nhớ ơn của các bác. Dạ vâng. Các chú thì vẫn nhớ ơn. Dạ. Chúc phúc các bác đi là ở đâu thì vẫn làm được đẹp. Dạ. Tốt. Vâng ạ. Các bác ở đâu làm ăn đẹp đẹp. Ở video của Phiang Phiang chia sẻ với các bác đến đây cũng xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh của Phiang. Xin chào.